Chào các bạn, mình là Phúc. Năm nay mình 8 tuổi. Hôm nay mình sẽ giới thiệu về một đoạn văn tả về mẹ mình. Em rất yêu quý những thành viên trong gia đình mình, nhưng người em yêu quý nhất là mẹ. Mẹ em tên là Huệ. Năm nay mẹ 33 tuổi. Khi mẹ nấu cơm, em phụ mẹ nhặt rau. Hôm dọn nhà, em cùng mẹ quét và lau nhà. Vào những ngày cuối tuần, mẹ chở em đi cùng thiếu nhi để chơi. Em luôn yêu quý mẹ. Em mong mẹ sẽ trẻ và xinh đẹp. Con rất yêu mẹ.